Đấy, em Tuấn chào các bác nhé. Em Tuấn để cho các nhà mạng thi nhau cắt cắt chán 2G, 3G cắt chán đi. Hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu để test cho bác, bởi vì là con này bây giờ em bắt đầu mới cắm sạc cho nó lên đấy. Hôm nay em Tuấn sẽ test cho bác, bởi vì là hôm qua là ngày 16, thông báo là ngày cuối cùng để cắt tất cả các nhà mạng cắt 2G trên toàn quốc cắt hết rồi. Đấy. Hôm nay là ngày 17. Em Tuấn bắt đầu mới test cho bác đúng không? Đấy, hôm nay là 17 đúng không? Đây, hôm nay 17 tháng 10 nha. Ngày hôm qua là họ cắt hết rồi, cắt hết 2G cho bác rồi. Hôm nay em tôi sẽ giới thiệu cho bác. Đây là chiếc điện thoại Vertu Signature. Vertu Signature S. Phiên bản bao main zin, máy zin hết, main zin, máy zin, vỏ chế tác. Dòng này thì nói quá sang rồi. Những cái dòng này các bác biết ngày trước khi Vertu sản xuất ra những con này có những con nó lên đến mấy triệu đô, mấy tỷ. Vertu nó là một trong những thương hiệu Vertu quá là xa xỉ. Dòng này cầm trên tay nó khác các bạn, cầm trên tay Vertu nó khác đấy, nó khác nó này 880 có. Hôm nay em đợi nhà mạng cắt hết xong thì em Tuấn sẽ khởi động nha, khởi động lên, nhưng mà em chỉ sợ em vừa cắm sạc nó chưa đủ đâu, vừa cắm cái không đủ, sợ lên nó sụp lắm. Thôi cứ cắm thêm tí sạc vào đây bác nhé. Chả thế này, cắm thêm tí sạc vào đấy, nó báo đang sạc pin luôn này. Karaoke gì đấy, đi ra kia đi bố, quay bài đây đấy bác nha. Cắm sạc tí, bởi vì đây này, bác nhìn pin nó đang lên này, pin nó đuối quá, pin nó có một vạch đuối quá, pin nó quá đuối thì thôi cứ cắm vào. Ông đã giới thiệu cho bác nó tịt mất đấy. Đấy, tắt đi con, tắt đi con, nó dưới bản quyền của bố. Tắt 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 đi, mở nhạc lên trên kia mở, không nó vào đây nó có bản quyền là người ta cắt hết tiếng của bố mất. Đấy, đấy. Còn Vertu Signature S vàng gold bản da màu nâu cà phê, nâu cà phê, nâu cà phê. Và ngày hôm nay thì cũng có, ngày hôm nay và ngày hôm qua có một số bác hỏi em Tuấn là bác cái máy mua của em đấy là vẫn gọi được nhưng có lúc lại không nghe, không gọi được. Thì em Tuấn có hướng dẫn các bác là chọn chế độ mặc định cho 3G nhé. Ví dụ các bác nào đang lấy máy của em iPhone 8800 này và Vertu này thì bác hướng nghe xem em hướng dẫn luôn nhé. Bác vào cài đặt này, gạt sang này, vào cài đặt này. Bác kéo xuống nhé, kéo xuống mục phone này, đây mục phone đây ạ, nhìn chưa ạ, mục phone bác chọn phone, xong bác lại kéo xuống tiếp tục mục network, network nhé, đây network đây, như thế này là GSM, như này là sóng nó sẽ không được nhiều đó nhé, bởi vì cái GSM này hôm qua họ cắt mất rồi. GSM này chính là sao, là 2G đấy. Bác vào như đây này, tại sao bác vừa nhìn thấy nó chạy ở GSM không? Bởi vì đang để chế độ dual modem. Đu mô đen thì lúc nó ở GSM, lúc thì nó ở 3G. Nên là lúc gọi được, lúc không gọi được. Đây là đang để GSM đúng không? Là để chế độ đua mô đen, bác nhìn thấy chưa? Nó đang nằm ở 3G và GSM. Vậy là lúc nào nó ở 3G thì sẽ gọi được, mà lúc nào nó nằm ở GSM là không gọi được. Đấy. Nên bây giờ bác chọn số mặc định cho em là 3G. Set up vào đây cho em, chọn 3G luôn. Đấy, và đây nó nổ luôn chữ 3G luôn. Ok chưa? Đấy. Các chú ý hộ em là trong thời gian tới này sẽ có một số bác để ý mua hàng của em nhé, bởi vì là nó sẽ có một số dòng máy 2G được độ lên hoặc là lắp chút trên lên để dùng 3G, nên đừng có ham rẻ quá nhé. Cái gì nó có giá của nó, một cái điện thoại mấy chục triệu mà tự nhiên mua mấy triệu thì phải có vấn đề đấy. Cái gì cũng phải được, cái gì phải biết giá trị của nó. Đây các bác chú ý của em là khi cắm sạc thì cái đèn ở chỗ này nó sẽ báo, đèn chỗ loa này, này đèn chỗ loa nó sẽ báo, bác sáng bác nhìn thấy chưa, chỗ loa này, cái cáp này em đang cắm vào đây thì nó sẽ sáng đèn này, khi em rút cáp này ra là nó sẽ tắt đấy. Ok chưa, để thử luôn này, thử luôn cho bác biết, nó là vẫn là một cái đèn báo để cho bác sạc sạc pin chứ. Bác nhìn thấy đèn này sáng đây chưa, này sáng này, rút này, đấy rút là mất luôn. Ok chưa, rút nó sẽ mất luôn đấy, nó một là nó sẽ báo ở màn hình, hai nó sẽ báo ở đây luôn đấy, bác cắm vào này đấy báo luôn, đúng chưa, báo đèn led đây luôn. Ok chưa, đấy là nó báo là đang sạc pin. Đấy. Còn về tình hình thì bây giờ em Tuấn
Sẽ nha, báo cáo bác là máy thì nó báo sóng như này rồi thì chẳng có máy nào không gọi được cả. Nó hiện cả 3G thì có gì không gọi được. Nhưng mà vẫn cứ gọi cho các bác cho nó thoải mái mà. Nó cứ gọi vào cho các bác cho nó thoải mái mà, được chưa? Đấy. Được chưa? Đấy, xin rồi, nối rồi. Alo. Alo. Đấy, hơi nhanh chưa? Tắt đi nhá, gọi lại nhá. À. Đấy. Ok rồi. Hôm nay là ngày 17 rồi đấy ạ. Em tắt nhá. Tắt. Hôm nay là ngày 17 rồi đấy. Hết cắt sóng 2G rồi chứ bác, cắt từ hôm qua rồi. Em muốn test như vậy để cho các bác thoải mái. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 rồi. Ok chưa? Đấy, và em Tuấn cũng nhắc cho bác lưu ý là bác mua của em được hay mua của ai cũng được. Mua ở những cửa hàng nào nó người ta bán hàng lâu rồi ấy. Uy tín ấy. Chứ không mà như của em vậy thôi. Tại sao nhiều bác ngày trước hay mua hàng của em? Vì em chẳng biết sửa. Nói thật là em không biết sửa. Ví dụ như em mà biết sửa điện thoại, em mà biết sửa âm thanh thì chắc các bác chẳng mua âm thanh của em nhiều đâu. Bác mua quá nhiều âm thanh của em cũng biết sửa đâu. Lỗi là em giả nhà sản xuất. Thế thôi, cho nó nhanh. Điện thoại thế thôi, không biết sửa, chả chắp vá gì cả. Cứ thế này bán thôi. Lỗi là trả về nơi cung cấp. Ok chưa? Không có biết sửa, không biết độ chế gì cả. Đây là con Vertu Signature S. Bác chú ý hộ em nhé. Bản này là bản nâu cà phê. Vàng nâu cà phê nhé. Nâu cà phê. Em còn nâu cà phê này. Ở đây nữa. Phiên bản vàng đen nữa này. Vàng đen. Và phiên bản nâu cà phê hẳn nữa. Cà phê đen. Có luôn. Đấy. Nha. Phiên bản cái điểm vàng này thành phiên bản cà phê tất cũng có. Ok chưa? Đấy. Chú ý mua những cái con làm sao nó hợp túi tiền vào bác ạ. Chứ đừng ham rẻ quá đến lúc lại nhận trái đắng đấy. Nói thẳng luôn là nhận trái đắng đấy. Cái gì thế thôi. Đang cái thời điểm. Cái thời điểm giao giao mùa giao thời này, từ 2G đến 3G. Máy 2G anh em người ta sẽ không bỏ đâu, người ta sẽ độ đấy. Không bỏ đâu. Còn với em thì em sẽ cam kết là máy của em 3G luôn, cho nó nhanh. Mà có độ bây giờ thì báo cáo bác là bác nào có 2G, em nghe thấy anh em nó báo là độ từ 2G lên 3G vẫn độ được ấy, nhưng mất tầm 7 8 triệu. 7 8 triệu đấy, tầm đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ok chưa? Và các bác chú ý nhá. Khi tắt tắt máy này. Bác tắt nguồn nhá, tháo sim bác tắt nguồn đi hộ em. Tắt nguồn này. Chú ý là đừng bao giờ để cái khay sim nằm ở trong này. Cái vỏ sim ấy, đây này. Nhá, đây là cái vỏ sim bỏ tất ra. Chỉ được phép thả cái này không vào đây thôi. Chứ không được phép thả cái khay sim này khi đã bỏ cái nhân đi nhá, không được thả cái này vào đâu. Thả nó kẹt, nó hỏng mất đấy. Đây này. Cái sản phẩm của một bác thả đây này, đợt trước bác này ở cái gì nhỉ, Tuyên Quang ấy. Đây này, cái sim của bác này, cái sim của bác có thả nó kẹt trong này này. Về đây gửi đi thợ làm, kẹt xước, thấy chưa? Bác ở Tuyên Quang đấy, bác nào đang ở Tuyên Quang lấy hàng thì bác biết rồi đấy, chính bác đấy. Ok nhá, chào các bác nhá, bác nào nhu cầu liên hệ với em 0911 169 961.